Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng các đại biểu Nguyễn Nho Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Phan Thị Tuyết Nhung và Đại đức Thích Thông Đạo có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, qua nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, các ý kiến cử tri bày tỏ phấn khởi về kết quả của kỳ họp, cũng như những nỗ lực của thành phố trong triển khai thực hiện mục tiêu kép, nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Cử tri quận Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị thành phố quan tâm giải quyết một số vấn đề, như việc đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, độc lực, sớm có giải pháp đối với các dự án treo, chậm triển khai, quan tâm kết nối hạ tầng tại các tuyến giao thông, nhất là khu dân cư mới để tránh ngập úng. Cử tri cũng kiến nghị thành phố giải quyết các bất cập trong thực hiện chính sách giải tỏa đền bù, nhất là hỗ trợ việc di dời, mùa mã tại các dự án, quan tâm hơn nữa việc đảm bảo an sinh xã hội, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, giải quyết lâu dài tình trạng mất an toàn giao thông tuyến đường Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của bà con cử tri, đồng thời cũng đã thông tin với cử tri những kết quả về phát triển kinh tế xã hội thành phố đạt được năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, năm 2021, thành phố sẽ tiếp tục bám sát thực hiện mục tiêu kép, tập trung khôi phục phát triển kinh tế. Thành phố cũng xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng, bởi đây là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 22 của Đảng bộ thành phố. Trao đổi với bà con cử tri về việc triển khai các dự án trọng điểm, Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết hiện có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các dự án chậm tiến độ. Trong bối cảnh đó, thành phố đang triển khai tổng thể các giải pháp tháo gỡ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng thông tin cụ thể về các dự án đang triển khai tại quận Ngũ Hành Sơn. Đối với sông Cổ Cò thì chúng tôi đã đấu thầu và sẽ triển khai theo đúng tiến độ. Thứ hai là đô thị Đại Học thì đã triển khai và từ đây đến Tết cố gắng giải ngân khoảng gần 400 tỷ. Đây là một sự nỗ lực lớn của thành phố Đà Nẵng. Về danh thắng Ngũ Hành Sơn thì thưa bà con là cũng đã lâu, thì hiện nay là thành phố đang thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và trong đầu năm tới đây thì sẽ xong nhiệm vụ quy hoạch và tiến tới sẽ làm quy hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết thành phố đang rà soát lại các dự án treo chậm triển khai để xử lý phù hợp. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Thành phố hiện đã triển khai hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và sẽ có nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Cũng sẽ tập trung tháo gỡ từng bước cái việc khó khăn cho doanh nghiệp và khó khăn cho người dân. Trong thời gian Covid thì thành phố đến thời điểm này là thành phố đã giải hỗ trợ cho hộ dân với trên 250 tỷ chăm lo đời sống nhân dân, nhất là dịp Tết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đã giải trình và trao đổi thêm các vấn đề khác cử tri quận Ngũ Hành Sơn quan tâm, bao gồm việc hỗ trợ gia hạn trả nợ đất tái định cư, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư, về quy định đặt đổi tên đường cùng nhiều nội dung khác.